Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mọi người có khỏe không? Thì hôm nay là ngày Chủ nhật, là ngày Father's Day, là ngày lễ của ba. Hiện bây giờ thì khoảng 3 giờ chiều, trời cũng vẫn còn nắng này các bạn. Thì sáng nay Vân đi ra ngoài cemetery để thăm ba của Vân. Thì bây giờ đã là buổi chiều thì nhà Vân sẽ nướng thịt barbecue. Thì Vân mời các bạn theo dõi cái video này với Vân cho vui nhé. Thì hôm nay là ngày lễ Father's Day thì người Mỹ ở đây thì họ phần đông là họ đi ra ngoài họ camping rồi họ nướng barbecue, rồi cũng có một số gia đình thì họ làm barbecue ở nhà, mời bạn tới, gia đình tới, nhưng mà cũng có một số người họ vẫn còn chờ dịch, họ không có làm gì hết, họ chỉ có làm trong gia đình của họ thôi, chứ họ không dám mời bạn bè. Thì hôm nay nhà Vân chỉ nướng thịt barbecue trong gia đình thôi, tại vì nhà Vân vẫn còn sợ dịch cho nên không có dám tụ tập đông. Thì Vân mời các bạn theo dõi video này với Vân cho vui nhé. Nay Vân ra ngoài nghĩa địa đặng Vân thăm ba của Vân. Ở đây là cái nghĩa địa ở Mỹ. Nó cũng vui lắm các bạn ơi, nhiều người qua lại đó. Người ta ra chân hoa, rồi người ta ngồi xuống, người ta nói chuyện với lại những người đã mất. Trồng năm vừa rồi nè các bạn, thì mình chỉ có trồng một lần thôi. Mùa tuyết thì nó chết đi nhưng mà mùa hè nó vẫn lên lại, tại vì cái loại hoa này là cái loại mình mua mà nó sống quanh năm luôn các bạn. Thì nó rất là cứng này các bạn, nhìn nó rất là đẹp, mà cái hoa này nó có rất là nhiều màu. Ồ, wow, cái hoa nó cứng quá, nó rất là nhiều màu. Năm nay mình mua cái màu cam cam này, nhưng mà năm tới mình sẽ mua thêm cái màu hồng hồng với là màu màu đỏ nữa. Bông này nó rất là đẹp các bạn ơi, nhưng mà cũng rất là dễ trồng. Mình chỉ có trồng một lần thôi là bắt đầu nó nở rồi, năm này qua năm khác nó tự động nó nhảy lên rất là nhiều. Các bạn thấy đẹp không? So beautiful ha. Wow, I like this flower. Cherry nó mở, nó ngọt mà nước rất là nhiều luôn các bạn, nhìn rất là ngon này các bạn. Cherry ở đây thì nó có mùa hè thôi các bạn, mùa đông nó không có đâu. Mùa hè thì nó có rất là nhiều mà rất là ngọt, còn mùa đông thì lâu đó nó cũng có nhưng mà nó không có ngọt, cho nên mùa hè tranh thủ ăn cherry thôi, nó hết rồi các bạn. Barbecue mà trời, ở ngoài trời mưa nè các bạn ơi, coi nè. Oh my goodness, it's raining so hard. Oh my my. Chicken one? No,
Oh, the one at Costco. Oh, yeah, yeah, it is a chicken. That's chicken. Oh, you could eat it. No, man. Can we close it now? It smells so good. No, not yet. You put boba in here? What's so good? Oh, are you making Cajun corn? Do you put taste and sauce in there? Chín rồi các bạn ơi, thịt bò có nghĩa là chắc chín rồi, còn cá thì chắc chưa có chín lắm, mà bắp cũng chín rồi. Mời các bạn ăn barbecue với gia đình mình sẽ vui nha.